nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, kiếp nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con này đàn. Trong buổi ca ngày hôm nay, xin chào đón sự hiện diện của chú rể. Tại sân khấu khán phòng cưới quan viên của gia đình nhà trai là một chàng trai ngầu hoa phong nhã, một người con ưu tú của mảnh đất xóm Xuân Sơn, xã Hà Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, chú rể Hoàng Quang xin ra mắt tới sự hiện diện của tất cả quý vị, và tất cả chúng ta hãy cùng dành ra một số tay thật lớn để cùng chúc mừng. Và thưa với tất cả quý vị, con gái là của để dành, là tài sản vô giá của cha mẹ, và ngày hôm nay một sự tin tưởng gia đình nhà gái của chúng ta sẽ chính thức trao về con gái yêu thương cho chàng rể của mình, đó chính là chú rể Hoàng Quang. Và giờ phút này đây, người bố thân yêu của cô dâu Huyền Trang, ông Bùi Văn Kiệt đang cùng nắm tay người con gái yêu thương trở về sân khấu để trao lại món quà tuyệt vời và tài sản vô giá này, trong niềm hạnh phúc trước sự chứng kiến của tất cả quý vị trở về có mặt hiện diện tại không gian tình yêu của nhà trai chúng tôi. Và xin mời đôi bạn trẻ Hoàng Quang và Huyền Trang sẽ cùng tay trong tay sánh bước bên nhau trên bước đi đầu tiên của con đường hạnh phúc hôn nhân và gia đình trước sự chứng kiến hiện diện của tất cả quý vị. Và chúng tôi xin được trình trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của hai bạn trẻ Hoàng Quang và Huyền Trang trong buổi trưa ngày hôm nay xin phép chính thức được bắt đầu. Thank you.
xin được cảm ơn những sắc vào tay đầu tiên vô cùng đồng nhiệt của tất cả quý vị đã cùng trở về có mặt dành tặng gia đình và chủ thể cô dâu. Thưa với tất cả quý vị, ngày hôm nay thì có thể nói rằng tam sơn tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Vậy tham dự với ngày hạnh phúc của hai bạn trẻ Hoàng Quang và Huyền Trang, có sự hiện diện của toàn thể các ông các bà là các vị trưởng đoàn cao niên đại diện của hai gia đình đã cùng gánh vác trọng trách ngày hôm nay, dìu bước hai con trở về ngày hôm hạnh phúc. Bên cạnh đó thì có sự hiện diện của toàn thể các vị khách quý, bạn bè thân hữu gần xa của đại gia đình và chú rể cô dâu. Và bây giờ để cùng cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị bằng tất cả tình cảm nhiệt thành nhất, chúng tôi xin mời bước về sân khấu một vị trưởng đoàn đại diện quan viên của gia đình nhà gái, một vị trưởng đoàn đại diện quan viên của nhà trai. Chúng ta sẽ cùng thay lời bố mẹ của chú rể cô dâu phát biểu cảm ơn quan khách và có lời giao dâu nhận dâu. Xin mời hai vị trưởng đoàn đại diện của hai gia đình. Và sau đây với tình cảm mến khách đến từ quan viên của gia đình nhà trai, chúng tôi xin mời vị trưởng đoàn đại diện của nhà gái sẽ cùng thay lời gia đình ông Kiền bà Sinh phát biểu cảm ơn quý vị và có lời giao dâu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, ông của bà, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hội trường, lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới quý vị đại biểu cũng như hội trường lời chào và lời chúc sức khỏe. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hội trường, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình nội ngoại tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho bên gia đình họ nội họ gái, xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và chân tình rất chi là chú đáo của bên họ nội. Từ ngay bây giờ trong giây phút này, chúng tôi xin giao chậu trang lại cho bên gia đình họ trai, là có quan tâm, có trách nhiệm dạy bảo cháu Trang trở thành một con dâu ngoan thảo hiền, thực hiện tốt cái bổn phận là người làm dâu. Với bản thân cầu xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho gia đình đại gia đình của bên họ nội họ ngoại của chúng ta, tình thông gia của chúng ta ngày càng bền chặt hơn nữa. Cuối cùng, đầu xuân năm mới, xin kính chúc quý đại biểu cùng toàn thể hội trường đầu xuân năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho hội nghị chúng ta thành công, chúc cho cái buổi lễ thành hôn của hai cháu chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ. Xin được chân quý và cảm ơn những tâm tư phát biểu đến từ vị trưởng đoàn đại diện của nhà gái. Chúng ta đã cùng thay lời bố mẹ của cô dâu phát biểu cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị trở về có mặt trong buổi trang ngày hôm nay và cố lời giao dâu dành tặng gia đình nhà trai để đáp lại những tình cảm tuyệt vời đó. Giờ phút này xin mời vị trưởng đoàn đại diện của nhà trai, chúng ta sẽ cùng đáp lễ với tình cảm đến từ gia đình gái yêu thương. Xin được kính mời. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi đến toàn thể hội trường và tất cả quý vị khách quý của hai bên gia đình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa toàn thể hội trường thân mến, tôi thì với khía cạnh là anh con của bác đầu của chủ rể, như vậy là tất cả chúng ta vừa rồi thì cùng nghe những lời phát biểu cảm tưởng cũng như giao dâu của đại diện gia đình nhà gái. Và cho phép tôi xin được thay lời cho đại diện gia đình nhà trai, xin được kính chuyển lời cảm ơn chân thành đến phải đoàn đưa dâu đã đưa nàng dâu vô cùng xinh đẹp trở về mừng tuổi cho gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tôi cũng xin được hứa với tất cả có sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách đang hiện diện tại đây, từ giờ phút này thì nàng dâu hiền của gia đình nhà gái sẽ chính thức là người con của là người con em của gia đình bà Hoàng Thị Cúc, là người con của họ Trương chúng tôi. Chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn đến phải đón đưa dâu, và đặc biệt chúng tôi cũng xin được chuyển lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khách quý và bà con hàng xóm láng giềng tất cả ở mọi miền trở về đây và chúc mừng hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Và bên cạnh đó thì cho phép tôi cũng xin được chuyển lời cảm ơn chân thành đến các nhà nhiếp ảnh đại diện của Cường Trinh cùng với nhà quay phim Văn Thắng cũng đang còn lưu lại những thước phim trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta chia sẻ cái niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Và chúng tôi cũng
mong muốn tất cả quý vị khách quý chúng ta, nếu muốn xem chương trình của chúng ta thì chúng ta hãy vào kênh Rừng Xanh 37 để chúng ta xem lại chương trình. Một lần nữa cho phép tôi xin được truyền lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị. Vâng ạ, xin được chúc quý và cảm ơn những tâm tư phát biểu đến từ hai vị trưởng đoàn đại diện của hai gia đình đã cùng bước về sân khấu trong buổi trang ngày hôm nay để cùng phát biểu cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị, và chúc hai vị trưởng đoàn chúng ta nhiều sức khỏe, tình thông xa của hai gia đình ta luôn bền vững, và tình cảm tình yêu của đôi bạn trẻ Hoàng Quang và Huyền Trang sẽ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nhất phu thê. Và xin mời hai vị trưởng đoàn chúng ta sẽ cùng trở về phần tiệc để được chứng kiến điểm hạnh phúc tiếp theo của các con, các cháu trong buổi trang ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thưa với tất cả quý vị chúng ta thân mến, thông qua lời phát biểu đến từ hai vị trưởng đoàn đại diện của hai gia đình, thì kể từ đây quan viên của nhà trai chúng ta đón thêm người dâu hiền là cô dâu Huyền Trang, họ gái chúng ta có thêm chàng thể thảo chính là chú rể Hoàng Quang.